Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, bất luận làm việc gì đều cần phải đọc sách. Có lẽ do lòng yêu ngành cùng với đặc thù công việc mà bản thân lại có sự yêu thích đối với những quyển sách viết về đề tài chiến công nổi bật của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an và không ít người con của quê hương Cà Mau đều mang trong mình một cảm xúc tự hào khi có ai đó nhắc về chiến công CM12. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ, và còn gì may mắn hơn khi tôi tìm thấy quyển sách CM12 phía sau kế hoạch phản gián của nhà xuất bản Công an Nhân dân trong thư viện Công an tỉnh Cà Mau. Đây là tác phẩm đạt giải C trong cuộc thi viết tiểu thuyết truyện và ký đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ tư do Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 Bộ Công an viết nên. Quyển sách được tác giả viết sau khi tham dự cuộc gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng kế hoạch phản gián CM12 tại khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc thuộc ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tại nơi đây, lực lượng an ninh nhân dân đã đón bắt 18 chuyến xâm nhập, 189 đơn biệt kích, 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá 10 tổ chức phản động trong nội địa, các đầu mối cài cắm ở miền Nam, và là nơi diễn ra trận đánh cuối cùng, ghi dấu chiến thắng gian dội, đập tan mưu đồ phá hoại của bọn phản động quốc tế. Với 510 trang sách và 27 chương, ông đã tái hiện lại một cách chân thực, sinh động và hào hùng nhất về kế hoạch phản gián có 102 này. Quyển sách đã đi sâu vào việc phân tích tâm lý từng nhân vật, để từ đó độc giả có thể hiểu rõ hơn nguyên do xuất phát tham vọng, mưu đồ chính trị của hai tên phản động Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Đồng thời khắc họa rõ nét trí tuệ, bản lĩnh chính trị, lòng quả cảm, ý chí quyết thắng của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và sức mạnh của lòng dân. Với văn phong hào hùng, tác giả đã đưa người đọc như quá thân vào một chiến sĩ phản gián trong kế hoạch, với quy mô lớn cả về không gian và thời gian, hồi hộp và lo lắng trước âm mưu thâm độc, hành động điên cuồng của bọn phản động. Không những thế, người đọc sẽ không khỏi khán phục trước sự mưu trí, tài tình của lực lượng ta với một kế hoạch phản gián chi tiết, dự đoán trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, thực hiện chiến lược, tường kế, tụ kế, lấy địch đánh địch và trò chơi nghiệp vụ. Ta đã đập tan âm mưu lật đổ chính quyền của bọn chúng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an Nhân dân đã lập nên vô vàn chiến công, xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ mới với những thuận lợi và thách thức mới. Kế hoạch phản gián CM12 chính là chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung và Công an tỉnh Cà Mau nói riêng trong thời kỳ ấy. Khép lại quyển sách, chúng ta sẽ ngập tràn cảm xúc. Đó là lòng tự hào về quê hương, dân tộc và lực lượng Công an Nhân dân, là cảm phục về sự kiên cường của thế hệ cha anh đi trước, sức mạnh của tình quân dân và đặc biệt là những bài học quý báu trong công tác nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn công tác sau này. Quyển sách CM12 phía sau kế hoạch phản gián ra đời như một cuốn hồi ký để thế hệ cha anh đi trước nhớ lại những năm tháng dễ dàng, hào hùng, và là lời nhắc nhở đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ trẻ lực lượng Công an Nhân dân hôm nay, về mốc son chói lọi, trang vàng truyền thống trong lịch sử đấu tranh của Công an Nhân dân Việt Nam. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi không quên những người anh hùng đã lập nên chiến công hiển hách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ nền độc lập của đất nước.